Thưa quý vị, trong số các loại rừng, rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ lượng carbon nhiều gấp 4 lần so với rừng nhiệt đới truyền thống trên đất liền. Do đó, một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu net zero phát thải ròng bằng không vào năm 2050 là dành nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn. Trong giai đoạn tới, khi Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các khu rừng ngập mặn sẽ càng phát huy giá trị, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai kế hoạch thích ứng quốc gia và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Đầm phá Tam Giang là vùng đất ngập mặn lớn nhất Đông Nam Á, chỉ ngăn cách với biển bởi một dải cát hẹp thông thương qua hai cửa biển Thuận An và Tư Hiền. Trước kia, chính quyền và người dân địa phương chưa nhận thức được tầm quan trọng của rừng ngập mặn, nên nhiều nhóm rừng bị phá để sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, việc nuôi trồng thủy sản không đạt hiệu quả. Lúc này, người dân mới thấy được vai trò to lớn của rừng ngập mặn trong việc chắn sóng, chắn gió, bảo vệ sinh thái. Nhờ đó, ngày nay, nhiều khu vực ven đầm phá Tam Giang đang dần được phủ xanh nhờ những khu rừng ngập mặn. Khi mà đã có cái tuyên truyền và sự nhìn thấy của bà con ở trên địa bàn thì bà con có nhận thức khác hẳn so với thời gian trước, là bà con tránh xa những cái vùng cây con mới trồng. Thì trước mắt thì cũng có thể nhìn về cái đổi thay là không khí được ôn hòa hơn và sự là môi trường được tốt hơn. Đây là dải rừng ngập mặn mới được trồng tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những cây rừng được trồng xuống, đồng thời cũng gieo cho người dân nơi đây những hy vọng về đổi thay tại vùng đất này. Bởi lẽ, vùng đầm phá Tam Giang trước đây luôn phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do mưa bão gây ra. Rừng ngập mặn sẽ tạo nên vành đai xanh, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đồng thời cũng là nơi trú ẩn của các loại thủy sản, tạo nguồn sinh kế khai thác lâu dài cho ngư dân. Giờ đầu cũng rất khó, bà con lên người hăng hăng nói cái này là nó sẽ làm là nó ô nhiễm môi trường, lá rụng xuống, nó không đảm bảo cho bà con. Cái thứ hai nữa là bà con không có chỗ để mà đi làm nghề, vì chúng ta trồng trên diện tích cắt bằng mặt nước đó là 30 mét ra tiếp đó thì nó ảnh hưởng là chỗ vị trí đó là thấp, thường bà con hay đi làm nghề. Đó, sau thì bán xã cũng bán dự án cũng vẫn tích tuyên truyền vận động bà con những cái lâu dài đó, thứ sáu bà con đã hiểu được, thứ sáu là từ ngày đó bà con hiểu được thì bà con chăm sóc và bảo đảm quản lý nó tốt hơn, bà con như cái bằng phát triển cũng tương đối tốt. Đây là quần thể rừng ngập mặn thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có diện tích khoảng hơn 32 hectare, được phân bố ở bờ nam kênh thoát lũ, thuộc ranh giới giữa ba phường Phú Thủy, Thanh Hải và Phú Hải. Tại đây có nhiều loại cây cao từ 3 đến 4 mét, có những cây cao 5 đến 6 mét, tán rộng và dày. Nhiều loại chim cò đã về trú ngụ, tạo nên một không gian độc đáo giữa lòng thành phố du lịch nổi tiếng cả nước. Giữa lòng thành phố Phan Thiết năng động và hiện đại, có một khu rừng sinh thái ngập mặn đã hình thành từ lâu đời và đến nay vẫn giữ được vẻ hoang sơ của nó. Nằm ven sông Phú Hải, nơi đây có giá trị cao về đa dạng sinh học vùng cửa sông, ven biển. Dưới tán rừng ngập mặn là rất nhiều những cây đước, cây tràm, cây vẹt, cây mắm. Và đây cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài chim tự nhiên. Đối với cái khu vực này thì chủ yếu là cây đước, rồi cây bần, rồi các loại sinh vật thì có chim cò, các loại cá nước mặn sinh sống ở khu vực này, tôm cua rồi rất là nhiều. Chim thì tự nhiên cũng khá là đa dạng, có rất là nhiều, tuy nhiên là vẫn tập trung là các loại cò là chính. Cần phải nói thêm, khu vực này vốn được quy hoạch là khu công viên cây xanh thể thao. Tuy nhiên sau đó được điều chỉnh thành khu dân cư, thương mại dịch vụ khoảng 12 hectare và công viên khoảng 18 hectare. Tuy nhiên, với nhận thức giữ lại cánh rừng ngập mặn là giữ những giá trị quý giá để lại cho thế hệ sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết định không xây dựng khu dân cư thương mại như đã được quy hoạch, để giữ lại hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại giữa lòng thành phố Phan Thiết, hướng đến bảo vệ và phát triển giá trị xanh cho thành phố, duy trì chức năng quan trọng về sinh thái và khí hậu của cánh rừng này. Tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với môi trường sinh thái đã được các nhà khoa học
khẳng định từ lâu. Đặc biệt trong tương lai, rừng ngập mặn còn là cứu cánh của con người trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu khi mực nước biển ngày càng dâng cao.